Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 303 ngày 18 tháng 5 về việc dừng tổ chức tuần du lịch sắc vàng Tam Cốc, Tràng An để đảm bảo phòng chống dịch. Trước đó, thì Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình khảo sát thực tế và tham khảo ý kiến của nhân dân, xác định năm nay lúa sẽ chín vàng vào khoảng từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 5. Tuần du lịch sắc vàng Tam Cốc Tràng An là một trong chuỗi các sự kiện của năm du lịch quốc gia 2021. Đây là một trong những hoạt động xúc tiến du lịch quan trọng nhằm khai thác hiệu quả giá trị mang bản sắc riêng của Ninh Bình, đưa những sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc hấp dẫn, tiếp tục khẳng định thương hiệu, vị trí du lịch Ninh Bình trên bản đồ du lịch Việt Nam và toàn thế giới, là điểm đến an toàn, hấp dẫn, văn minh, thân thiện, mến khách. Tuy nhiên hiện nay do tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, Ninh Bình đã quyết định dừng tổ chức tuần du lịch.